đánh xe bom ở thành phố Kirkuk làm 2 người bị thiệt mạng và 19 người khác bị thương, tin từ Kirkuk. Hai vụ đánh xe bom ở thành phố Kirkuk trong ngày hôm nay đã làm 2 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương. Cảnh sát cho biết là vụ đánh xe bom thứ nhất nhắm vào thường dân, làm hư hại nhiều căn nhà và xe cộ. Thành phố Kirkuk là vùng đất tranh chấp giữa vùng tự trị Kurdistan và chính phủ trung ương Iraq. Hiện chưa biết tổ chức nào đã đứng đằng sau vụ tấn công này, nhưng loạn quân Sunni và tổ chức quốc gia Hồi giáo Iraq có liên hệ với Al-Qaeda đã gia tăng tấn công ở Iraq từ đầu năm nay. Một phụ nữ nói, chính phủ, an ninh và giới chức, an ninh đang ở đâu? Bà ta rất muốn nói chuyện với họ. Thành phố Kirkuk là thành phố dầu lửa và đang là nơi tranh chấp hàng đầu giữa chính phủ vùng tự trị Kurdistan và chính phủ người Shiite ở thủ đô Baghdad. Một cuộc trưng cầu dân ý về chủ quyền đối với thành phố đáng lẽ đã được tổ chức trong năm 2007, nhưng bất hòa chính trị đã làm cho cuộc trưng cầu này không thể tổ chức. Chiến tranh ở Syria đã tạo căng thẳng giáo phái trong vùng và làm bất ổn chính phủ chia sẻ quyền hành giữa người Shiite, Sunni và người Kurd ở Iraq. Trong tháng 8, khoảng 800 người đã bị thiệt mạng vì các cuộc tấn công đánh bom ở Iraq và theo Liên Hiệp Quốc thì 1/3 con số tử vong là người ở thủ đô. Trên 1.000 người thiệt mạng trong tháng 7 là con số tử vong lớn nhất trong thời gian một tháng kể từ năm 2008. Vụ bạo động gia tăng lo ngại là Iraq sẽ quay trở lại thời kỳ xung đột giáo phái vào năm 2006 và 2007 với mỗi tháng trung bình là khoảng 3.000 người bị thiệt mạng.